Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang trên một tuyến đường quốc lộ 2 các bạn ạ. Hôm nay thì có một cái hành trình đi từ trên Hà Giang đi về Hà Nội, thì mình cũng quay một cái đoạn video ngắn ngắn chia sẻ với các bạn cái cung đường của quốc lộ 2 các bạn nhé. Quốc lộ 2 từ Hà Giang đây mình đi đến đất Tuyên Quang rồi, từ Tuyên Quang đi xuống Hà Nội thì mình chia sẻ một số đoạn mới để cho các bạn cùng xem, để cho những ai đi du lịch thì nghỉ hè hay là 30 tháng 4 này thì được nghỉ thì đi để nắm được cái cung đường mới hay là nó khác lạ ở đâu thì mọi người cùng biết để tham gia giao thông an toàn. Đây mình đang đi ở cái đoạn này thì hôm nay thì đi trên một con xe rất là chinh chiến, là Hyundai Grand i10 các bạn nhé, chạy khá là êm. Chỗ này thì mình đang ở đoạn là km khoảng 31 ở đường đi Tuyên Quang, đường Hà Miên Tuyên Quang, không phải km 31, km 22 các bạn, 22 Hà Miên Tuyên Quang Phúc Linh. Phía trước của chúng ta này, đường Tuyên Quang rừng núi nhưng mà cũng khá là đẹp nha mọi người nhé. Tuy rằng là một cái tỉnh trung du miền núi của Bắc Bộ, đường thì cũng được cải thiện và nâng cấp rất là nhiều. Tuy rằng là không được thẳng và rộng như cao tốc nhưng mà nó cũng khá là to. Với cái đường quốc lộ như này thì chạy vẫn có thể là chạy 70-80 được các bạn nhé. Thì chỗ này thì gần như là khu vực nhiều, nên là ai mà đi thì cũng hạn chế là vượt xe thôi. Như chỗ này vượt thì nó rất là nguy hiểm, biển cấm vượt đặt liên tục luôn. Ai đi quen rồi thì vẫn cứ vào cua tròn vo được. Khu này thì dân cư khá là đông, nò rèn gia truyền, chuyên rèn dao, rèn kiếm này, các kiểu, nhưng mà cũng khá là phát triển, không đến mức độ là sâu xa lắm đâu các bạn. Thì thời gian gần đây là du lịch Hà Giang, du lịch Tuyên Quang và du lịch các tỉnh Tây Bắc thì nó rộ lên rất là nhiều, dành cho tất cả các anh em đam mê du lịch và phượt thủ các bạn nhé. Thì chúng ta biết được những cái cung đường như này thì trải nghiệm nó sẽ có những cái chuyến đi nó an toàn hơn. Ở phía xung quanh hai bên đường này các bạn này thì nó cũng là những cái đồi keo và đồi chè rất là rộng lớn luôn. Những cái hộ dân xung quanh của chúng ta thì khá là kiên cố và đẹp. Ga ô tô là phát triển đó các bạn, ở đây thì bây giờ khá là phát triển. Huyện Yên Sơn kính chào quý khách các bạn nhé. Đây, Yên Sơn này là giáp với Tuyên Quang rồi, thì tí nữa mình chia sẻ với các bạn một cái chỗ mà để rẽ vào cái đường tránh của đường quốc lộ 2 đi vào xuyên trung tâm của huyện Yên Sơn vào thành phố Tuyên Quang các bạn nhé. Đường ấy thì là một trục đường rất là thẳng, để được kết nối từ khu vực đường Yên Sơn này xuyên vào thành phố Tuyên Quang và đi qua bệnh viện Phương Bắc. Thì đây là cái đoạn đầu của huyện Yên Sơn này. Đường thì bình thường là đường quốc lộ 2 rất là cua, nhưng mà tỉnh Tuyên Quang đã làm ra cái con đường huyện Yên Sơn này dài đến cả gần chục km các bạn ạ. Thì chạy rất chi là ngon. Tốc độ thì chỉ giới hạn cho chúng ta khoảng 5-60 thôi. Đấy, nhưng mà đi rất là nhàn, an toàn các bạn nhé. Đường ấy thì sẽ vòng ra chỗ bệnh viện Phương Bắc Tuyên Quang rồi vòng ra đường tránh Tuyên Quang. Chúng ta lại tiếp tục để kết nối vào với cả đường cao tốc. Đó. Lưu ý anh em phượt thủ là đường này cũng rất là nhiều xe to nhé. Xe tải 3-4 chân và xe đầu kéo container chạy rất là nhiều để lưu thông lên Hà Giang các bạn. Do bây giờ là cao tốc Tuyên Quang Hà Giang là chưa xong cho nên là các xe vẫn phải đi cái đường quốc lộ 2 này để kết nối với Hà Giang. Hà Giang thì có nhiều cửa khẩu thì
sẽ phải di chuyển để lên đó giao thương với bên Trung Quốc. Xe khách thì cũng rất là nhiều, các xe du lịch limousine chạy qua cái con đường này, cho nên là lượng giao thông khá là đông đúc. Đó. Xe máy sau ngày nghỉ thì cũng lại tiếp tục quay trở lại với nơi làm việc, ở công việc. Từng xe một cứ kẹp đôi kẹp chạy đầy đường các bạn. Đoạn này thì khá đẹp, bên là rừng keo, bên là rừng bưởi, rừng ổi. Đấy. Thấy không? Tuyệt vời luôn. Mình sẽ chia sẻ cung đường này nó chi tiết luôn các bạn nhé, các bạn xem. Thị trấn xã Phúc Linh là rẽ trái này, đi thẳng vào thành phố Tuyên Quang, Cầu Lẫm. Quay như này thì nó cũng hơi nhàm một tí nhưng mà sẽ rất là ý nghĩa với những ai có nhu cầu đi ở trên Hà Giang đi xuống thì sẽ nắm được những cung đường này. À. Thực ra là bản đồ rồi nó có nhưng mà chúng ta sẽ có những cái lưu ý hơn khi xem cái video trực quan như này. Chỗ này có biển 70 đó, chúng ta lưu ý sẽ có biển 70 và 50 ở cái đỉnh dốc này. Đây thì như là có một cái nhà hàng gì cho nên là cả có một cái cua thì cua trên đỉnh dốc, cho nên là họ sẽ giảm tốc độ xuống 50 để đảm bảo an toàn. Xuống hết cái đoạn cua dốc này thì nó lại tiếp tục hết cái biển cấm tốc độ các bạn nhé, lại có chạy 80 bình thường. Đó. Có lượng ở đây thì xe khách xe tải nó đua nhau, nếu mà đi vào cái hôm nào mà đông các bạn nhé, xác định là cũng cứ túc tắc mà bò thôi, tốc độ 340. Ui, cái này có cái đám nâu chít này đẹp quá các bạn ạ. Cây nâu, cây chít này, cây sậy. Cây sậy này thì chỉ những ai ở nông thôn thì nó lên từ nông thôn thì đa số mới biết, thì còn các bạn trẻ ở thành phố bây giờ thì nói đến cây sậy thì chưa chắc đã có bạn biết. À, thì về cây sậy với cây nâu nó cũng hơi khó phân biệt, nếu mà ai không phải là người nông thôn hoặc là người nông dân thì khó phân biệt các bạn ạ, nó có nhiều điểm giống nhau. Khu này thì chuẩn bị đến cái đoạn mà để rẽ vào cái đường tránh các bạn nhé, thì đến cái biển đông dân cư này, đông dân cư này thì một đoạn nữa là sẽ đến cái đường tránh đấy. Đó. Qua cái đoạn này thì như là đến đường tránh này, khu này camera phạt nguội các kiểu, nên chúng ta đi phải lưu ý giữ đúng tốc độ và làn đường. Nhưng mà đây, trước mặt chúng ta là gần đến ngã ba để rẽ vào cái đường huyện, trung tâm của huyện Yên Sơn này, đơn vị hành chính. Đó, biển thành phố Tuyên Quang rẽ trái này các bạn ạ, Hà Nội đi thẳng. Nhưng mà chúng ta đi Hà Nội thì cũng vẫn cứ rẽ trái vào để đi vào trung tâm thành phố, rồi rẽ ra mất khoảng một cây số là chúng ta sẽ rẽ được ra đường tránh cao tốc. Đường tránh thành phố thì đi nó nhàn hơn nhiều, đỡ say xe đó các bạn thấy không? Biển cấm xe 5 tấn là tốc độ 560 này. Chỗ này chỉ dành cho xe dưới 5 tấn các bạn nhé. Đường thì hai làn đường để phân cách cứng. Có giải phân cách cứng này thì có biển 60, và cái đoạn mà không có giải phân cách cứng thì có biển 50. Nói chung là biển rất là nhiều. Anh em đi thì để ý cái giải phân cách là chúng ta tính vào cái tốc độ của nó thôi. Thế còn không phải nhất thiết là chăm chăm nhìn ở cái biển, nhưng mà ai đi kinh nghiệm rồi thì cứ có giải phân cách thì là 60, mà không giải phân cách thì là 50, là cái quy định gần như quy định chung rồi. Chỗ nào đặc biệt thì đặt biển riêng thì không nói. Đấy, chỗ này có những cái xưởng gỗ bóc này, làm ra bóc để bán bột giấy các kiểu. Đây, rất nhiều đèn báo và biển báo luôn, cực kỳ an toàn luôn nhé. À, mình đã đi cái con đường này từ những cái ngày đầu tiên, những cái ngày còn chưa thông hết các bạn nhé. Mình đi đến cái đoạn cuối vừa rồi, gần cuối đấy có cái lối để rẽ đi ra đường quốc lộ 2 cũ, thì mình cũng đã đi trải nghiệm từ đầu tiên. Các bạn có thể xem lại những cái video trước của mình, thì hôm nay mình chia sẻ cái video này ban ngày thì nó chi tiết hơn, thì các bạn xem để ta có thể biết được cái đường bây giờ hiện tại nó như này, nó có gì cần phải lưu ý không. Các bạn
yên tâm là cứ di chuyển đúng tốc độ là ok nhé. Ban đêm thì đèn sáng rực rỡ, ban ngày thì không cần phải nói chuyện nữa rồi, bởi vì nó quá đẹp, đường quá mới. Đây là cái đường xuyên tỉnh lộ, chạy hết cái khu vực đường đôi thì chúng ta sẽ đến cái vòng xuyến này các bạn nhé. Cái vòng xuyến đầu tiên thì sẽ tiếp tục để đi vào cái đường thẳng này, thì đến cái đoạn phía bên này là không có giải phân cách cứng thì có biển 50. Bên này thì đường không có giải phân cách cứng nhưng mà nó lại rộng hơn cái đoạn có giải phân cách cứng các bạn ạ. Thế là mới hay. Đoạn này thì cây là mới trồng còn chưa nên lá mấy. Thì bên này cho chạy 50 nhưng mà nhìn có vẻ nó chậm nhưng mà đi còn sướng hơn đi cái đường kia nhiều các bạn ạ. Đường kia cho chạy 50 nhưng mà đa số là rất là nhỏ và xe to họ đi có khi còn chỉ đi được 30 rồi. Bên này thì là cánh đồng này. Đó, mình sẽ mở cửa ra các bạn xem. Bên này là cánh đồng lúa, cánh đồng ngô. Ngô lúa xanh mơn mởn các bạn ạ. Người nông dân mà có những cái cánh đồng như thế này thực sự là rất là vui, bởi vì một năm lại có hoa màu tốt tươi. Tốc độ ở đây thì cứ tà tà 50 thì là cũng cứ thế mà đi thôi các bạn nhé. Đừng có hấp tấp mà đi nhanh này, sẽ ăn quả tốc độ thì nó rất là nặng. Nhưng mà ai có cái cruise control thì cứ cài lên mà chạy gần như là quá nhàn. Đường đẹp lắm, thẳng tắp này. Đường này, dưới đây là phần dưới mặt đường các bạn. Ok, quá ngon luôn. Dân ở đây thì đang từ trong làng tự dưng bây giờ ra mặt đường cô lộ, đường trung tâm luôn, quá là uy tín, nhiều nhà có đến nhiều nghìn mét đất, một phát nên đổi đời luôn. Cần gì phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần dịch rào phát là lại có nhà lầu xe hơi các bạn nhé. Đất ông cha để lại, hoặc là chỉ cần dịch rào cái là tha hồ tiêu, với điều kiện là phải có nhiều đất và phải gặp dự án, nhưng mà không thì cũng ngón các bạn nói vui vậy thôi, chứ còn biết làm sao được có dự án mà chờ đền bù, tốt nhất là vẫn phải chịu khó mà làm ăn, còn trẻ còn khỏe thì cần phải cày cuốc các bạn, không thì lúc già rồi thì không có ai nuôi đâu, con cái này nó cần phải lo cho gia đình riêng của nó chứ không thể trông chờ được mãi. Còn trẻ còn khỏe thì các bạn trẻ hãy cứ phấn đấu đi, hãy cứ nhiệt tình nhiệt huyết với cái đam mê của mình để có được cuộc sống nó tốt đẹp nhất đấy này. Các bạn thấy không, sau khi mở đường ở đây thì nên rất nhiều con nhà mới, toàn nhà xây kiểu mới và rất chi là hiện đại. Các bạn nhìn phía trước là như kiểu con biệt thự luôn đó, trước ở đây là gì có nhà thì vườn, bây giờ lên con biệt thự luôn, uy tín. Cần gì phải suy nghĩ, dịch rào cái thôi. Ngô tốt đen lên. Nhìn xa về con đường đằng trước, ui sổ nó thẳng. Hè với các bạn nha, ban đêm mà nhìn cái đường này, cái họ bật đèn lên nhìn phê cực kỳ luôn. Phê. Trước mặt lại tiếp tục đến cái giải phân cách cứng thì họ làm này thì họ làm cái giải phân cách cứng nó hơi hơi to, hơi lãng phí cái diện tích mặt đường. Gần đến cái đoạn là vòng xuyến để rẽ ra đường tránh Tuyên Quang các bạn nhé, thì đoạn này cho chạy 60 rồi, khá là ok. Đó. Sau một đoạn hành trình của chúng ta thì cũng hết khoảng 8 km các bạn nhé. Thì đến cái vòng xoay thứ hai này, sẽ có đường đi Tân Hà, quốc lộ 2 Tuyên Quang, thì chúng ta sẽ rẽ đường đi quốc lộ 2 các bạn ạ. Đó, rẽ phải ở đây. Lưu ý này phải xi nhan đầy đủ các bạn nhé. Cái đường này thì một bên trái là bệnh viện Phương Bắc và rẽ phải thì đi ra quốc lộ 2, đi ra đường tránh thành phố Tuyên Quang đấy. Có vòng xoay chỗ tỉnh đội. Bên này thì là trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Tuyên Quang, nhìn khá là hoành tráng. Đó, thì chạy theo cái hướng này khoảng 1 km thì sẽ ra đến đường tránh các bạn. Tức là để đi di chuyển hết cái đoạn này tầm 1 km, hơn 1 km thì sẽ đến cái vòng xoay chỗ tỉnh đội này các bạn ạ. Này thì chúng ta sẽ đi Tuyên Quang Hà Giang thì chúng ta nếu mà rẽ phải, còn nếu mà đi Hà Nội thì sẽ rẽ trái các bạn nhé. Đấy, đi xuống dưới xuôi thì rẽ trái này, này cái vòng xoay này để đi vào cái đường tránh Tuyên Quang này.
tránh Tuyên Quang thì rất là thẳng, nó sẽ kết nối thẳng với cả trục đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ. Ra đường này chúng ta thì cứ 90 mà phang các bạn. Đường mặt đường thì không được đẹp lắm nhưng mà thẳng và không có gia súc gia cầm gì, cho nên là cứ 90 mà phang các bạn nhé. Chúc các bạn có những cái chuyến đi hành trình thật là ok, vui vẻ. Thì các bạn xem video nhớ cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh. Cái like share đấy nó rất là động lực cho mình, rất là ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Xin chào, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Bye bye.